Hello mọi người, trải nghiệm cuối cùng tại Bali cũng là trải nghiệm để lại cho mình ấn tượng sâu sắc nhất. Trải nghiệm thả rùa biển về với đại dương. Câu chuyện bắt đầu khi mình đang thả hồn trên bãi biển Kuta thì phát hiện ra thông báo này. Đây là một hoạt động hoàn toàn miễn phí và không giới hạn đối tượng tham gia do tổ chức bảo vệ rùa biển tại Bali, gọi tắt là PSTF tổ chức. Trứng rùa biển sẽ được thu thập tại các bờ biển dọc Bali, sau đó được mang về khu ấp trứng tự nhiên tại Kuta. Các baby rùa sau khi nở sẽ được theo dõi và cho ăn vỏ trứng trong vòng 2 ngày. Khi điều kiện sức khỏe sẵn sàng, các bé sẽ đối mặt với hành trình đầu tiên của cuộc đời, hành trình về với đại dương. Đây là bé rùa nhà mình, trông năng động không nè. Ấy ấy, ở đây chơi tí đã. Tất cả tập trung trước và xuất phát. Khi tất cả sẵn sàng, người ra hiệu sẽ phát lệnh cho mọi người thả rùa ra biển. Lúc này sẽ có một nhà sư đi dọc bãi biển và gửi lời chúc phúc đến các bé. Các bạn có thể đi theo hộ tống nhưng hãy cẩn thận với mỗi bước chân của mình nha. Mong các bé lên đường bình an và sorry mọi người vì mình gần như tắt tiếng rồi. Review Bali cũng tới đây thôi nè. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và hẹn gặp lại.